khai thác XMR miễn phí, phi với máy tính, laptop, trình duyệt điện thoại của bạn và kiếm XMR miễn phí mỗi phút. Một đồng tiền điện tử phổ biến Monero XMR, giá của một XMR bằng 212 đô la. Tôi hy vọng bạn đã biết về khai thác tiền điện tử. Khai thác tiền điện tử là quá trình tạo ra một đồng xu miễn phí. Vâng, thưa các bạn, giống như khai thác tiền điện tử khác bây giờ bạn cũng có thể khai thác XMR. Giờ đây, bạn có thể khai thác XMR không giới hạn với trình duyệt của mình. 2. Bạn cũng có thể kiếm thêm XMR miễn phí với tính năng khai thác công suất cao bằng ứng dụng khách máy tính để bạn cho PC, máy tính sách tay. XMR đã có rất nhiều đồng tiền được niêm yết trên thị trường nên bạn không cần phải lo lắng về việc bán nó. 3. Bạn chỉ cần chủ động quá trình khai thác và rút số tiền về ví ngay lập tức mà không phải chờ đợi. Thông tin về Monero coin, tên tiền điện tử Monero Finance. Trang web https2.2gạch chéo org ký hiệu tiền điện tử XMR. Giá trị tiền xu 212 đô la. Tổng tiền thưởng không giới hạn tiền thưởng khi tham gia, 10% tốc độ khai thác và giảm phí. Tiền thưởng giới thiệu, tốc độ khai thác 30%. Xếp hạng tin cậy, 99%. Được liệt kê trên, hơn 25 sàn giao dịch. Phân phối, tức thì. Rút tiền, ngay lập tức. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào bạn đừng ngần ngại hãy để dưới comment. Cảm ơn bạn đã xem, like và chia sẻ. Để cập nhật kịp thời thông tin mới nhất hãy cho kiếm tiền online một đăng ký kênh nhé.